Quan nghe Bồ Tát hùng hỏi cho ngoại con sống lâu 800 tuổi, nuôi tụi con lớn rồi cho con làm có tiền để nuôi ngoại với hai đứa em con. Quan nghe Bồ Tát làm cho mẹ con quay lại cha con để không có ly dị nữa cho con vui. Dạ em nghĩ xin chào ông bà cô chú anh chị. Hôm nay em muốn chia sẻ tới ông bà một hoàn cảnh rất đáng thương. Cha mẹ đành lòng vứt bỏ bốn người con trong trong một căn nhà rách tan nát, sống cùng ông bà ngoại rất là đáng thương. Và em cũng được bà con ở đây biết được hoàn cảnh rất là đáng thương nên là cũng có giới thiệu tới em để em xuống chia sẻ tới ông bà cô chú anh chị để biết rõ thêm về hoàn cảnh, lý do tại sao mà cha mẹ đành lòng vứt bỏ bốn người con. Bây giờ em xin mời ông bà cô chú anh chị mình cùng vào bên trong để thăm gia đình. Con chào cô chú nha. Dạ. À giỏi. Chú tên gì chú ạ? Út, Nguyễn Văn Út. Chú Nguyễn Văn Út ha. Chú nay nhiêu tuổi rồi? Năm nay 74. 74 tuổi rồi. Dạ. Thôi chú ngồi đi. Rồi cô tên gì? Lê Thị Chính. Lê Thị Chính hả? Dạ. Cô nay nhiêu tuổi rồi? Dạ 68. 68 tuổi rồi hả? Dạ. Dạ. Cô là ông bà ngoại đúng không? Ông bà ngoại. Dạ. Bây giờ tụi con giới thiệu cho ông bà biết con tên gì nha. Rồi con trai ơi, con dạ, tên gì nè? Dạ, con tên Nguyễn Đăng Khôi. Con mấy tuổi rồi? 9 tuổi rồi. 9 tuổi rồi ha. Dạ. Còn con tên gì? Nguyễn Nhau. À, con mấy tuổi rồi? 7 tuổi. 7 tuổi rồi ha. Rồi dạ. Con có được đi học không? Có. Học lớp mấy rồi? Lớp 1. Lớp 1, còn con? Lớp 2. Lớp 2. Ủa bé này mấy tuổi cô? Dạ 2 tuổi mấy. À con mấy tuổi? Con 2 tuổi. 2 tuổi. À ba đứa dễ thương quá ông bà cô chú anh chị. Không biết tại sao mà cha mẹ nỡ lòng mà vứt bỏ ba người con vậy. Ủa tới 4 đứa hả con? Bốn đứa đó mà cha này cháu cố. Còn 3 đứa là 3 đứa cháu ngoại. Vậy là 3 đứa cháu ngoại bị vứt bỏ. Mẹ cũng bỏ đi theo trai đó. Trời ơi. Rồi nay mẹ cũng bỏ luôn vậy đi chú ơi. Vậy hả? Nhưng mà lúc đó là mẹ bỏ đi trước hay là ba bỏ đi trước cô? Mẹ bỏ đi trước. Này là mẹ nó bỏ, đang sống với cha nó, với nó anh em nó vậy rồi bỏ đi đó chú ơi. Rồi cha nó nuôi không được, rồi cha nó mới bỏ, mới đem chúng tôi nuôi. Rồi hỏi chứ về già cả bệnh gì chứ thấy nghĩ bỏ chứ ai giờ. Tôi gán nuôi cháu, thương từ tấm đêm gì nữa. Nhờ cô bác người ta giúp đỡ, người ta cho này nọ rồi cho mấy đứa nhỏ nó ăn. Dạ. Như cho gạo, mì tôm rồi khi cô bác người ta cho đồ ăn rồi thịt heo nữa chú. Dạ. Rồi tới khi nó đi rồi Đăng Khôi như là nó khóc. Nó khóc như lắm đi học gì là nó khóc nhớ mẹ. Quên ta lại tới sinh nhỏ này mà tôi đâu có cho đành. Để giờ gán nuôi cháu nuôi ngày nào hay ngày nấy. Vậy là con gái của cô là bỏ chồng trước. Dạ. Rồi người chồng sống cùng mấy người con được bao lâu cô? Không có sống được ngày nào hết. Thì có đêm sáng ngày là nó ẩm xuống tôi luôn đó. Tới bây giờ luôn đó. Vợ là bỏ đi trước rồi vợ chồng ngày trước. Sau là ôm 3 đứa con quăng đây cho cô luôn. Quăng đây cho luôn, nay là 2 năm mấy rồi. Dạ. Rồi cũng gắng lấy đất nuôi nhờ cô bác người ta giúp đỡ chú ơi. Rồi 2 năm mấy nay cha mẹ có ai về không? Có như cha nó lâu lâu rồi xuống thăm nó rồi cho được 100, 50 mua cho vài lốc sữa. Dạ. Chứ còn cấp dưỡng nuôi thì không có. Dạ không cấp dưỡng luôn? Không luôn, không cấp dưỡng, không gì hết. Dạ. Rồi giờ thương cháu thì gắng đương từ tấm đệm thức đêm thức hôm đương chú ơi mà cũng không có đủ nữa. Nhờ cô bác người ta người này cho này người kia cho rồi người ta cho tiền đâu á. Dạ. Dính để dành cho cháu. Rồi người ta cho đồ ăn của nhà hai chồng già vậy đâu dám ăn. Người ta cho thịt đồ rồi làm đủ anh em nó ăn còn nhiêu đem gửi nhà nhỏ trước cửa gửi tủ lạnh đó chú. Dạ. Gửi. Nhưng mà cô có biết lý do tại sao mà
hai vợ chồng lại bỏ con mình vậy không? Nó đi gặp người ta chú ơi, thằng đó là anh nuôi của thằng chồng nó. Rồi ra đó rồi cặp rồi, rồi ở đó rồi cái dẫn hai đứa dẫn đi luôn, rồi bỏ con bỏ chồng. Vậy là vợ là cặp với anh nuôi của người chồng. Người chồng. Rồi đi theo luôn. Đi theo. Rồi bỏ chồng. Bỏ chồng bỏ con luôn. Nhưng mà lúc đó là cô biết không? Biết, nhưng mà lên bắt công an rồi cũng có lại xử nữa mà nó không có về, chú ơi, nó thấy là nó trốn nó không có về. Trời ơi. Lúc nãy con xuống thì con nghe cô chú nói là bây giờ là mới vừa xin cơm từ thiện về cho mấy nhỏ ăn luôn. Dạ, đó, đi xin cơm từ thiện ngày nào cũng đi vậy đó chú ơi. Dạ. Đi xin cơm với cầu đá nè. Dạ. Đi xin rồi về cho mấy nhỏ ăn. Bây giờ cô chú lớn tuổi không làm ra tiền mà giờ nuôi bốn đứa luôn. Dạ. Nãy giờ con thấy chú muốn khóc gì nè, sao chú? Chú nói con nghe cho ông bà nghe, chú con thấy chú muốn khóc luôn nè. Mệt cho mình. Mệt cho mình mà thấy con cháu mình vậy buồn hả? Mình cũng không phải. Dạ. Nhưng nếu mà không được thì sao con cháu vậy thôi. Cha mẹ nó bỏ vậy, mình cũng không phận quá. Dạ. Không biết nói sao. Còn bệnh của mình thì không mang gì được hết sao. Dạ. Nhờ bà con thôi chứ không giờ biết nói sao giờ. Dạ. Sống ngày nào hay là nấy. Suốt ngoài mà cũng đi nữa mà không có tiền, không đi. Đi 6-7 năm rồi, cái phổi này nó không dứt dạt được. Chú bệnh phổi hả? Phổi. Dạ. Nó nằm thời gian với bà Nguyễn Mỹ Thoa rồi. Rồi sang quẹt nó mệt lại rồi đi mà không có tiền đi. Dạ. Con thấy hoàn cảnh mình rất là khó khăn luôn, vậy mà không biết tại sao mà con gái chú lại vậy nữa. Rồi giờ để cô chú giữa luôn. Rồi không ai cấp dưỡng đồng nào cho mình hết luôn. Không ai cấp dưỡng hết đừng chú ơi. Dạ. Có khi bữa đói bữa no, có khi có bữa nấu cháo mà ăn, nó không có gạo nấu cháo mà phải nấu cháo ăn. Có mấy thằng mà nó đi mần, nó mượn ở đây nó nhậu nè. Không có tiền mua đường luôn, phải xin nó 10.000 đi mua nữa cái đường. Trời ơi. Về cho anh em mấy này quậy nước chanh nó uống nè. Cứ nó đòi uống nước chanh đủ rồi không có tiền rồi mới hỏi. Thằng nhậu nó vậy có tiền mà cho tôi xin 10.000 mua nửa ký đường, nào anh nó đưa cho 12.000 mua được nửa ký đường. Ăn khôi nè, nè chú biết hả, bệnh đi mổ đâu có tiền. Chạy đi mượn từ đồng từ cắt. Rồi xuống dưới nằm bệnh viện rồi cô bác nó thấy vậy người cho 50%. Rồi thấy nhân trời ơi chú ơi, mổ tưởng chết. Ủa, rồi. Ủa cô, đang khoa bệnh gì? Mổ ruột thừa đó chú. Vậy hả? Dạ. Mổ... Đang khoi ơi. Bây giờ con nói cho ông bà nghe nè. Bây giờ con nhớ ba mẹ nhiều không? Hỏi mình nhớ nhiều lắm, bây giờ nhớ ít. Lúc ba mẹ đi con khóc nhiều không? Nhiều. Rồi bây giờ con còn khóc không? Không. Sao vậy? Chị vì mẹ bỏ con, bây giờ con không nhớ. À, chỉ là bây giờ cha mẹ bỏ con rồi, con cũng khóc dạ. Nhiều rồi. Rồi con cũng quên rồi hả? Dạ. Mà thường là con khóc, con ngồi ở đâu con khóc? Dạ, ra đầu cầu ngoại. Gì á hả? Dạ. Ngồi với ai? Ngồi mình. Rồi con khóc lâu không? Lâu. Con ngồi dạ. Lúc mấy giờ con khóc? 11 giờ. Rồi khóc tới mấy giờ con mới vô nhà? 5 giờ chiều. Trời ơi. Vậy là lúc đó là cô thấy không cô? Thấy. Mấy gà mới năng nghĩ nó vô mà nó không chịu vô. Nó con đón mẹ. Còn ở đó con đón mẹ ăn viện. Nó mẹ con để vô đâu có đâu gì mà con đón. Trời ơi. Vậy là tưởng là mẹ đi rồi mẹ về khóc. Tưởng mẹ nó đi rồi mẹ nó về. Rồi nó nói mẹ con đi luôn rồi đâu có về đâu mà con đón. Trời ơi. Vậy là bữa đó con tưởng là mẹ con về hả? Dạ. Bây giờ con có nhớ cha mẹ không? Có nhưng mà nhớ ít. À, con có muốn tâm sự gì con gửi tới cha mẹ con không? Con nói đi cho ba mẹ con nghe nè. Cha mẹ ơi dễ con không muốn cha mẹ ly dị nữa. Ừ. Vậy là tới giờ là cha mẹ con bỏ con lâu chưa? 2 năm mấy vậy. À. Rồi 2 năm mấy nay á, bà ngoại ở nhà có an ủi con cái gì không? Hỏi mình có, bây giờ con quên rồi, ngoại con không có an ủi con gì hết. À, quên rồi hả? Chắc dạ. Lúc nhỏ không nhớ ha. Vậy là mỗi lần mà cô thấy
đang Khoa khóc là cô hay nói đừng khóc nữa hay con. Nói kêu nó con đừng khóc nữa, bà ngoại nó uể oải quá bỏ con luôn. Cháu sống thì bà cháu rồi có cơm có cháu không cháu ngoại nuôi chứ ngoại không có bỏ. Tôi sợ bỏ nó. Dạ. Yeah. Nó cũng khóc nữa. Nó ôm tôi nó khóc nó ngoại đừng bỏ anh em con nó ngoại chết thì chừng nào ngoại chết rồi con đi đâu đi chứ ngoại không có bỏ. Rồi người ta tới để xin nhỏ này nè rồi nó ngoại ơi đừng cho em con. Ngoại gắng nuôi đi lớn rồi con đi bán cái số con bộ con nuôi ngoại. Vậy hả? Vậy là con cũng định bán cái số hả? Dạ. Nhưng mà sao con lại có suy nghĩ đó? Hay là con thấy gia đình mình khó khăn quá? Đúng rồi. À, năm nay mới 9 tuổi mà nói chuyện dễ thương quá luôn ông bà. Rất là hiểu chuyện luôn nha. Tối bằng đêm tôi lại Phật, nó cũng lại lại, nó cầu nguyện, nó Quan Thế Âm Phật Tổ là phù hộ cho con mãi con mạnh giỏi, cho anh em con mạnh giỏi, mãi con nuôi con. Để ngoại con chết rồi con khổ không ai nuôi. Vậy hả? Đêm nào cũng lại hết trơn rồi. Vậy là đêm nào con cũng lại hả? Dạ. Con lại con nói thì sao? Con lại đó con nói cho ông bà nghe đi. Rồi, chỗ nào lại đâu? Con dẫn chú lại nha. Con lại đây hả? À. Quan Thế Âm Bồ Tát phù hộ cho ngoại con mạnh giỏi. Sống để nuôi anh em con lớn. Rồi cho con có tiền để nuôi ngoại con. Trời ơi thương cái gì. Phù hộ cho anh em con ăn giỏi. Cho con học giỏi. Rồi cho bà ngoại con sống nuôi tụi con nuôi anh em con lớn. Trời ơi, nghe đứt ruột quê luôn á. Rồi con có khi nào con nhớ ba mẹ quá rồi con lại đây con quỳ gì không? Lâu lâu mới có lần. À, mỗi lần con quỳ đây thì con nói làm sao con nói cho ông bà nghe luôn đi con. Quan Thế Âm Bồ Tát phù hộ cho cha mẹ con quay lại, không có ly dị nữa. À, trời ơi, thương quá vậy. Rồi mỗi lần mà con nói vậy á, rồi con thấy lòng con làm sao? Muốn khóc. Muốn khóc hả? Dạ. Rồi con có khóc không? Không. Sao lúc đó mình không khóc? Hay là con quen rồi? Quen rồi. Hay là mình là con trai mình nên là mình không khóc? Đúng rồi. À. Thương ghê luôn bà cô chú. Thôi con lại con ngồi với bà ngoại đi. Dạ. Mỗi lần nhớ mẹ hoặc là cầu nguyện gì á đều quỳ lại gì hết cô? Nè, nó cũng quỳ nó lại vậy đó, cậu ơi. Bây giờ con cho chú Nghĩa hỏi nè, con thấy là ông bà ngoại khó khăn sao, con nói cho ông bà nghe đi. Khó khăn dữ lắm. À, con thấy khó làm sao, ở nhà ông bà ngoại cho ăn cái gì? Mỗi lần không có cơm á, thì rau, muối, cái tương. Chỉ hả? Dạ. Con ăn con thấy ngon không? Mặn nhưng mà cố gắng ăn cho nó. À, vậy là mặn nhưng mà mình cũng phải là cố gắng ăn để cho bà no đúng không? Dạ. Mà ăn vậy có buồn không? Buồn. Sao buồn con nói cho ông bà nghe đi. Tại vì không có gạo ăn, không có gạo cơm ăn. À, nên là buồn. Rồi đó, nhưng mà con ở nhà bà ngoại cho ăn cơm với nước mắm, nước tương nhiều không? Cũng nhiều. À, rồi con có hỏi ngoại ơi sao mà mình không có đồ ăn không? Không. Sao con không có hỏi? Hay là con biết rồi? Biết rồi. Tại vì món đó là con ăn cũng thường xuyên rồi đúng không? Dạ. Mà con thường ăn ngon nhất là món gì? Thịt chiên. Thịt chiên. Mà cái món mà con ăn quen thuộc thường xuyên là món gì? Nước tương, nước mắm. À, vậy là mỗi lần con ăn là con thấy hơi mặn. Nhưng mà con cũng phải là gán ăn để cho no. Dạ. Nó nói khi tôi ngồi tôi khóc luôn cậu ơi. Tự ngồi tự nói hả? Dạ. Con cũng không ngờ là còn nhỏ mà nói chuyện thương ghê luôn á. Hiểu chuyện lắm nha. Mà cái tuổi này là ít có bé nào biết là lại Phật cầu nguyện lắm nha. Ừ, lại Phật đồ ăn tương đồ đó cậu. Ăn tương luôn hả? Nói gì rồi mấy ngày chưa ăn tương rồi nó cũng ăn. Không biết chồng đã ta. Dạ, trời ơi.
Chưa ăn, tắm không xong có cơm từ thiện gì là gì, bà cháu ăn tương luôn, chị 10 ngày luôn. Dạ. Ăn liên tiếp 10 ngày luôn. Chị là cô với chú là mình ở đây là cái đồng tiền đâu để mình xây sở cuộc trời sống? Trời ơi, đâu có tiền cậu ơi, cái khi muốn hết đồ ăn, thấy mấy nhỏ không có đồ ăn, muốn mua mà cũng đâu dám mua, có tiền đâu mua kệ. Đi chơi ăn nước tương rồi nước mắm. Ông này thì trang nước mắm, nước tương thì thường xuyên. Dạ. Rồi xin cơm từ thiện đó, về ăn ba cái đồ từ thiện đó. Dạ. Mấy đứa cháu nó cho thì lên cá 100 nữa. Dạ. Mấy đứa cháu cho 100. Lâu lâu cho 100 vậy ha. Lâu lâu rồi. Dạ. Chứ đâu có mầm được có tiền. Mấy cái tủ lạnh ta cho, tủ cũ ta cho mua tủ mới, mà đâu có cho tiền mà vô rút tiền hết trơn. Dạ. Cho ăn hai ba cái nữa chưa mà đâu có dễ xài, rút điện ra hết. Là ở đây điện. Là bà con cũng cho mấy cái tủ lạnh cũ người ta xài, kiểu như người ta lên đời ha. Dạ. Cho mình cái cũ mà mình không có điều kiện cắm vô luôn. Mình không có tiền đâu. Dạ. Ủa, lúc nãy là con nghe cô nói là ai sinh bé nhỏ? Ờ, hai chồng nhỏ bán dừa. Dạ. Nó lại sinh. Rồi tôi nói thôi kệ, giờ tôi còn sống ngày nào tôi nuôi ngày nấy, nếu tôi chết nữa rồi anh em nó làm sao làm. Chứ giờ mà cho không có đành chú ơi. Còn thằng này nó không cho, nó ngoại gán nuôi em con đi lớn rồi con đi bán cái số, con phụ ngoại nuôi em. Vậy hả? Rồi tự ngồi nói vậy thấy thương lắm chú ơi. Vậy là đang khoa là không muốn cho em hả? Dạ. Sao con không để bà ngoại cho em đi, rồi bà ngoại có tiền lo cho tụi con ăn đồ ăn ngon. Tại vì em ruột con không muốn chia rẽ tình ăn em. À, nên là con không muốn hả? Nhưng mà con ăn khổ thì con chịu được không? Được. Nhưng mà cho em á thì người ta sẽ cho tiền bà ngoại nè, rồi bà ngoại sẽ có tiền mua đồ ăn ngon cho con. Nhưng mà con không muốn chia rẽ tình em. À, hay là con thấy bây giờ là cha mẹ con bỏ con rồi, con còn có mấy anh em thôi, nên là con không muốn đúng không? Dạ. Chị là con cũng từng có suy nghĩ đó hả? Dạ. À, chị là khi mà có người tới sinh là bé này khóc luôn hả cô? Khóc luôn, nó không cho. Nó không mại gán nuôi em con. Mà hồi đó em nó còn nhỏ xíu rồi, chưa biết ngồi nữa mà. Dạ. Rồi tao nói ngoại không có cho đâu con ơi. Anh em con cỡ nào ngoại cũng nuôi, tao không phải như mẹ mày đâu. Bỏ anh em con, để bà cháu có cơm với cháu con cháu. Rồi nó nói hoài, nó ngoại ơi đừng có cho em con, nhưng ngoại con đi học, ngoại đừng có cho, nó không có đâu con ơi, gắng đi học đi. Rồi kêu nó đi học ở nhà nó cũng sợ, nó cũng dặn dò, nó ngoại ơi đừng cho em con nha, nó không có đâu con ơi, nó ngoại nói vậy chứ đâu mà cho. Dạ. Để chứ nuôi đi chừng nào ngoại chết thì anh em đi dẫn đi đâu dẫn. Vậy là sợ lúc mà có người xuống sinh nghe sợ? Sợ, nó khóc luôn đó chú. Dạ. Yeah. Sợ cho em, nó hô em, nó nơi, nó ngã, nó không chịu. Dễ thương ghê luôn bà cô chú. Còn nhỏ mà rất là hiểu chuyện luôn á. Vậy là con là anh hai hả? Anh hai. Ủa mà cô là con gái của cô là nó đẻ người ra đầu tiên nè, rồi xong rồi tới bé này. Bé này cháu cố. Cháu cố. Kia kìa. Hai đứa kia ha. Dạ. Thằng kia 3 tuổi, nhỏ này 2 tuổi. Dạ. Bỏ hồi đó, nhỏ này chưa biết ngồi. Nhưng mà cả ba bé là cùng chung cha mẹ hết hả? Cùng cha mẹ. Dạ. Ủa mà cái nền đất của mình là nền gạch hay là nền xi măng cô? Đất. Đất rồi lót cái này cho nó sạch. Là mình lót mấy cái miếng này hả? Ừ, lót cho nó sạch cho nó chơi á. Dạ. Nếu mà không lót là dơ lắm ha. Dơ, đất không chú. Dạ, mùa mưa là bùn đất dữ lắm luôn á. Ủa nhưng mà mùa mưa là chỗ này nó có lên sình không? Không, nó có. Bởi vì chú lót cái gì đâu có lên sình nữa. Mùa khô quét, trời dơ. Dạ. Lót cho em nữa. Chú ơi, cái là phải đất nhà đó, ở đậu của em á. Ở đậu hả? Ở đậu chú ơi. Trời ơi. Ở đậu đất nhỏ ở trước cửa nữa. Em bà con cho đây người dân đâu cho ở. Dạ. Rồi xác kinh, dẫn xác kinh, xác kinh. Dạ. Nhưng mà cô chú cũng để ý á. Tại vì nhà mình xác cái kinh á, nhiều khi mấy nhỏ không biết nó leo dưới á. Đâu có, phải người đi, phải giữ chưa, phải có người giữ. Người ta cái tôi nằm ở trước, có ngày. Dạ.
chứ đâu có dễ gì bỏ. Phải làm bằng rào rồi. Dạ. Không vô gà lộ, cát lộ. Bây giờ lớn tuổi mà giữ bốn đứa hả? Dạ. Mà kinh tế không có nữa chứ. Mà không ra chứ không vô tiền chứ. Con nhỏ này uống sữa đi mà uống còn không đủ, chỉ cho uống bằng đêm có hộp vậy đó. Mua rốc thì uống được 2-3 ngày. Rồi chú đương tắm đệm vậy nè, 3-4 ngày mới gọi con tắm. Dạ. Con trai, xuống đây cho chú Nghĩa hỏi đi. Dạ. Dạ, con đứng đây nè. Con ở nhà con phụ gì à? Ông bà nè. Giặt đồ, rửa chén, quét nhà. Ờ, ơi, giỏi vậy. Với phơi quần áo. Ủa, biết hết luôn hả cô chú? Biết. Ờ, ơi. Giặt đâu thao đồ đâu ít chú. Mấy vậy hả? Tôi lên máu á, Vinh thao đồ bự vậy nè. Vinh xuống kéo, chú kéo chứ Vinh không nổi. Tôi nằm, tôi lên máu, tôi nằm tối ngày á. Dạ. Tôi không ngồi như nổi. Mà con giặt đồ con có thấy mệt không? Mệt nhưng mà vui. Vui. Tại sao vui? Con nói cho ông bà nghe đi. Tại vì phụ ông bà cho ông bà khỏe nên vui. À, là con phụ ông bà. Rồi con thấy ông bà khỏe con cũng vui theo ha. Dạ. Công nhận con nhỏ mà nói chuyện nghe thương ghê luôn cô chú. Con không ngờ vậy luôn á. Con nhỏ mà nói chuyện dễ thương lắm. Mà thường con có hay nói chuyện gì với ông ngoại không? Lâu lâu mới có lần. Con nói gì với ngoại? Con lại con nói cho ông bà nghe lại đi. Lại sát ngoại á. À, nói sao nha. Thường nói sao cứ nói bình thường đi. Thôi con đi. Nói. Ông ngoại ráng làm nuôi con. À. Nó con nghe lời gì ông ngoại thương. Nhưng ông ngoại không có buồn mà con nghe lời á, ông ngoại nuôi chứ ông ngoại mà không nghe lời ngoại ghét lắm. Nghe không? Dạ. Nếu nghe lời ông ngoại là ngoại á. Trời ơi, con không nghĩ là mới 9 tuổi mà lại giỏi gì luôn á, giặt đồ rửa chén. Quét nhà luôn. Là cái này là tự con làm hả? Dạ. Là con thấy là ông bà lớn tuổi hay sao con? Ông bà lớn tuổi rồi, ông bà bệnh đâu làm gì được đâu, nên con phụ ông bà. À, trời ơi. Nghe thương cái vậy. Mà con thấy là mấy đứa dễ thương vậy mà không biết tại sao mà cha mẹ lại bỏ. Mẹ bỏ thì cũng còn cha, ai ngờ cha cũng bỏ luôn. Chú thấy ba đứa này đâu phải đứa nào tệ chứ. Đây đứa. Dạ. Mà bỏ đành đó. Trời ơi dễ thương quá trời. Mà con ở đây là đi học á, là quần áo đi học là của bà con cho hay là bà ngoại mua? Bà con cô bác cho. À, vậy là đa phần là bà con cô bác cho hết hả cô? Mua có mua. Sách vở tập vở nhà trường cho. Dạ. Nói cho cậu nghe. Dạ. Cô chú ngồi chung bé đi để cho nó dạng. Quần áo thì cô bác cho, còn sách vở nhà trường. Dạ cô ngồi với chú bên đây đi, cho bé ngồi bên cũng được. Con nói cho cậu nghe. Trời ơi. Bây giờ con cho chú Nghĩa hỏi nè, con có ước mơ gì không? Con có ước mơ là cho nhà mình giàu. À. Cho ông bà khỏe. À. Con thấy nhà con nghèo dữ không? Nghèo sao con nói cho ông bà nghe đi. Mưa gió thì sao? Mưa gió thì có bữa mưa gió muốn sập nhà. À. Rồi con ở đây con thấy nóng không? Nóng ngực lắm. À. Vậy là con cũng ước mơ là nhà mình giàu ha. Dạ. Rồi vậy là sau này cố gắng làm giàu để nuôi ông bà ngoại hả? Dạ. À. Rồi sau này học lớn lên định làm gì nuôi ông bà ngoại nè? Bán số. Ủa? Rồi sao mà giàu được? Bán vé số rồi có tiền rồi xin vô công ty làm. À. Vậy là trước tiên là bán số nuôi ông bà ngoại. Dạ. Rồi sau này lớn lên xin vô công ty làm. Dạ. Không tính làm thầy giáo ha? Ừ. Sao vậy? Hay là biết nhà nghèo? Ừ. Nhà nghèo không có tiền đi học không? Dạ. Trời ơi, nghe thương ghê. Mà chắc ông bà ngoại cũng ít có nghe cháu tâm sự lắm đúng không? Nó nói hoài thì cậu ơi. Vậy hả? Nói tối ngày à. Giờ nói tối ngày à? Ừ, ước mơ con thế này nọ, tiền con hơn cho ông bà. Cô bà đỡ nghèo. Vậy hả? Nói tối ngày luôn vậy đó.
À. Mà tao nói con làm gì có tiền, thôi con đi bán vé số, con nhỏ con bán vé số mua ngoại với em. Dạ. Rồi lớn con kiếm chuyện vô công ty. Mà tao nói thôi con nuôi ngoại chắc ngoại theo ông theo bà rồi quá. Nó hồ ngoại theo ông theo bà, con đi đâu con đem tấm hình ngoại theo. Rồi chiều con về đó con đốt nhang cho ngoại. Buông ra đi con, để cậu đi kìa. Chó đi chơi đi con. Từ nãy giờ khi mà em nghe bé đang nói chuyện rất là thương luôn. Còn nhỏ mà nói chuyện rất hiểu chuyện luôn á. Bây giờ con nói lần nữa đi, cho ba mẹ về đi. Giờ con ước chị ba mẹ quay lại rồi không ly dị nữa. Con hứa ăn chay 20 ngày. À, trời ơi, thương luôn bà cô chú. Còn nhỏ mà biết gì luôn á. Rồi bây giờ là trong nhà mình là còn tiền bạc kinh tế gì không cô? Trời ơi, nó cái thiệt chú về trong mình giờ có được có 10 ngàn bạc. Vậy hả? Dạ. Còn gạo thóc rồi cô bác người ta cho hiện giờ cũng còn ăn. Lâu lâu cái 5-10 bữa người này cho 1 ký, người kia cho 20 ký, 5 ký. Còn mì tôm. Học thì không có mượn bà con. Tiền đi học không có thì chiều chạy đi mượn, rồi đương đệm xong rồi chạy bán, rồi trả. Trả cái mai mốt hết thì có chạy mượn nữa. Đi mổ được thừa nó cũng đâu có tiền chú ơi, cũng chạy mượn không. Rồi vừa cô bác người ta cho rồi mình nhín nhút rồi trả. Bị lúc nào cô? Nay gì nay cũng 1 tháng rồi. Vậy hả? Con nhỏ mà bị rồi. Trời ơi, mổ năm ăn năm thua, nó bất kỳ cho nó khi lên cái trong thò, mổ gây mê. Dưới đây không mổ được. Cái, cái lại mổ không được. Bị thò. Chị dạ. Bị thò bị nó lõm máu chứ. Dạ. Lõm máu với nó tụt huyết áp. Rồi bác sĩ kêu nó thôi giờ chuyển đi Mỹ Tho chứ mổ trên này không có máu vô. Thì mổ rồi bác sĩ kêu ký tên rồi ký rồi xong bác sĩ nó thôi giờ cho gia đình biết. Đăng Khôi nó mổ rồi lên ca mổ có thể gây mê là nó chết trên ca mổ luôn. Trời ơi. Trời ơi, tôi khóc tôi hiểu nha chú ơi, bác sĩ đỡ kè lên dạ xong luôn mà có một mình. Rồi tụ nghiệp ở đó người ta mới phiên nó hơi bà gán đi bà, nếu bà có bề gì là em ai lo. Dạ, Khôi ơi. Dạ. Bây giờ cha mẹ con bỏ con rồi á, mỗi lần mà con đi học con thấy là bạn bè có cha mẹ đưa đón đi về á, thì con không có thì lúc đó trong lòng con buồn dữ không? Nhiều lắm. Lúc đó buồn sao con nói cho ông bà nghe đi con. Tuổi thân dữ không? Tuổi thân. Tuổi thân còn không có cha có mẹ em buồn. Có khi nào bạn bè con hỏi là cha mẹ đâu không? Có khi. Lúc mà bạn bè hỏi thì con nói làm sao? Nói là cha mẹ mình bỏ rồi. Rồi khi mà con nói xong thì buồn tiếp hả? Dạ. Nhưng mà tới giờ là bạn bè con có hỏi là cha mẹ đâu không? Vậy là hết hỏi rồi. Mới vô học lớp 2 á, là bạn bè hỏi nhiều lắm. À. Mà lúc đó là con có ngại trả lời không? Có trả lời. À. Nhưng mà mỗi lần mà nhắc tới là buồn hả? Dạ. À, trời. Bây giờ hết rồi. Bây giờ hết rồi. Dạ. Giờ quen hay sao? Quen. Dạ. À. Mà con thường giặt đồ ở đâu? Giặt ở sao hả? Giặt trong thao quá hả? Ngồi giặt giặt vậy hả? Rồi rửa chén là ăn cơm rồi tự con dọn chén luôn hay sao? Dạ. Con điếm trong nhà mấy người con dọn mấy chén hả? Dạ. Rồi lúc mà ăn xong thì ai rửa chén? Con luôn hả? Dạ. Vậy là con không để bà ngoại làm? Dạ. À, giỏi quá. Ủa giờ cô được mấy người con? Ba đứa mà thằng trai chết rồi, nó giúp còn hai đứa con gái mà gì cũng nữa này thằng này với mẹ nó đó, mẹ nó bỏ đi giờ còn một. Vậy là có hai đứa con gái mà đứa nào cũng bỏ con hết? Không có, con gì của nó là mẹ có thằng lớn ở dưới á. Dạ. Nó đi mần công ty. Đi mần thì nồi trời nó cũng giúp đỡ dữ lắm chú ơi, gạo thóc đồ ăn đồ uống rồi lớp nó lo cho gia đình nó. Lo cho chồng cho con nó gửi ở đằng này nó mua đồ ăn rồi nó xách xuống
rồi tiền cái không có tiền học, rồi mấy ngày nay tiền học rồi nó cho không, cho một bữa vài chục vậy, rồi nó đi học, hai chú cháu nó đi học. Rồi con hết. Thấy cô chú lớn tuổi rồi mà giờ giữ bốn đứa thấy cũng quải. Mà ừ, bằng đêm tôi ngủ không có được chú ơi. Bằng đêm tôi thức tôi đương tới 12 giờ, 1 giờ tôi mới ngủ. 3 giờ là tôi thức rồi. Mà hỏi chú bằng già cả và bằng đêm ngủ đâu có nhiều, bởi vậy lên máu hoài luôn vậy đó. Trời ơi đi học đi bộ nhưng chú ơi thấy thương lắm. Đi bộ vậy. Hả? Chứ tôi bệnh tôi đâu có ai nồng đứa. Còn anh nó, con dì ba nó mất đi mần. Rồi đi bộ ở đây từ Thành Lộc mà về đây cây mấy số. Nắng mệt. Dạ. Rồi đi bộ rồi cái chú với số bán với số á. Rồi mới thấy nó mới hỏi rồi sao không ai rước con, nó bà ngoại bệnh không ai rước. Rồi cái chú nó chú thấy vậy chú mới cho chiếc xe đạp nhỏ mà đâu dám cho nó chạy. Dạ. Xe quá trời nó dám cho. Thì giờ bắt nó chạy đằng trước tôi chạy đằng sau. Cho quen hả cô? Cho nó quen. Rồi đi bộ rồi bà hai nó thấy vậy bà mới la tôi mới nói sao chị không đi rước. Tôi nói trời ơi tôi bệnh tôi lên máu tôi không có rước nổi. Đâu có ngồi vậy nổi. Rồi tự đi bộ. Đi bộ về rồi chừng chiều đi học con đi bộ lên có ai đâu đưa. Ừ. Rồi quải tập vậy đi mà người ta cho có gian không chịu. Lạ không chịu có gian. Nhưng mà có khi nào mà cô nói là cho bé nghỉ học không? Có khi tôi đòi cho nó nghỉ học không ai đưa rước á, rồi không tiền. Cái nó ngoại ơi gán cho con đi học con không cần ăn. Sáng nhà con ăn mì tôm mà con lên tỉnh tôi nói trời thấy bạn bè ăn rồi con không có ăn. Bà ngoại thấy tôi nghiệp lắm. Vui chơi đi không? Trời ơi. Ông bà cô ngoại cứ kệ. Tội ghê. Sáng nhà con ăn mì tôm nên tỉnh con không cần ăn. Rồi tôi nói vậy nó tử con vậy chứ ngoại cỡ nào ngoại cũng lo cho con học chứ lớp 3, 4 rồi mới có nghỉ. Chứ giờ mới có lớp 2 ngoại đâu cho con nghỉ. Sợ đi cho nó nghỉ lắm mà ông thầy cũng nói gì gán cho đăng khôi học giỏi lắm. Rồi kiểu như ông thầy cũng thấy khó khăn vậy đó chú. Dạ. Rồi ông nói thôi gì cũng gán cho đăng khôi học đừng cho nó nghỉ nha. Nó học giỏi lắm, ngoan lắm. Ông thầy cũng nói nó ngoan lắm chứ nó không có lì như mấy đứa kia. Gì gán cho nó học. Tụi nó cỡ nào cỡ cũng gán cho học lớp 4, lớp 5 mới nghỉ. Chứ mới lớp 2 mà nghỉ rồi đâu có biết chữ. Cái nó hô ngoại bệnh hoài, ai đưa con nó hô ngoại sáng 5 giờ ngoại kêu con dậy con đi bộ. Con ăn rồi con đi bộ. Và mấy ngày đó tôi bệnh tôi đâu có rước, đâu có đưa, tự đi bộ. Dạ, yeah, tội ra luôn. Rồi người ta thấy vậy, người ta kêu cho có gian nó không dám lên. Sợ. Sợ cái lạ hả? Sợ lạ. Thà đi bộ rồi mấy bà kia thấy nó tờ, thấy cháu bà đi bộ thấy thương quá. Mà kêu nó lên xe nó không có lên. Không hiểu tại sao mà con cái mình vậy. Sao chú ơi, tôi ý bà ngoại mà tôi còn thương tôi bỏ không ra. Nói cha mẹ mà tạo ra mà bỏ con. Nhưng mà thôi có khi nào mà con buồn quá rồi con giận cha mẹ không? Suy nghĩ trong lòng á. Giận tại sao mà cha mẹ lại bỏ mình vậy không? Lâu lâu mới có lần. Ừ, lúc đó là trường hợp nào con? Dạ. Lúc đó trong trường hợp nào? Buồn quá. Buồn quá hay sao? Buồn quá. Mà con ở nhà có khi nào con thấy là ông bà ngoại khóc mà không có tiền không? Có khi. Vậy ông bà ngoại cũng khóc hả? Dạ. Rồi ông bà ngoại có nói gì với con không? Không. Mà con biết hả? Dạ. Rồi lúc đó con có nói gì với ông bà ngoại không? Con nói ông bà ngoại nín đi ông bà ngoại ơi. Rồi sao nữa? Cái gì đó này. À đừng khóc nữa hả? Dạ. Tại vì thấy ông bà ngoại khóc cũng thương hả? Dạ. Nhưng mà từ hồi nhỏ lớn là con ngủ với ai? Hồi lúc học mẫu giáo là ngủ với mẹ con. Bây giờ từ hồi lớp 1 là ngủ ngoại không à. À muốn khóc hay gì vậy? Dạ. Muốn khóc hả? Tôi khóc. À hay là bây giờ là nhắc tới mẹ là không khóc được nữa hả? Dạ. Hay là khóc nhiều rồi?
khóc nhiều rồi sợ bệnh rồi ngoại tốn tiền. À thương cái gì bây giờ là sợ khóc rồi bệnh rồi ngoại tốn tiền. Dạ. À trời ơi không ngờ là mới có 9 tuổi thôi mà nói chuyện nghe thương đứt ruột luôn bà cô chú. Hồi sáng là đi học không có tiền rồi đi bộ vậy con có thấy là khổ không? Có. Nhưng mà lúc đó bà ngoại kêu nghỉ học sao không nghỉ là học đi để cho bớt đi bộ? Sợ nữa lớn không biết chữ rồi đi bán số. À sợ không biết chữ rồi đi bán số sớm đúng không? Dạ. Vậy là bây giờ là con định là học cho biết chữ trước. Dạ. Rồi lớn lên đi bán số vẫn đi học đúng không? Dạ. À vậy là có ý chí cầu tiến nha. Chứ con cũng không muốn nghỉ học trong lúc này đúng không? Dạ. À nhưng mà mỗi lần đi bộ trên đường gì á có suy nghĩ tới ba mẹ không? Có. Mỗi lần suy nghĩ rồi có khóc nữa không? Không. Nhưng mà mỗi lần mà bạn bè nhắc tới ba mẹ thì con có muốn nghe bạn bè nhắc nữa không hay là con quen rồi? Quen rồi. À nên là bạn bè cũng không có nhắc nữa hả? Dạ. Thương ghê luôn á. Bây giờ cô chú lớn tuổi rồi gán nuôi đi cô chú, con thấy là bé này giỏi á, nói chuyện dễ thương nữa. Bây giờ nghèo khổ cỡ nào cũng gán nuôi chưa chứ không có bỏ, tới đâu hay tới nấy. Ở đây cô bác người ta cho đồ ăn mà này tôi với ông cũng đâu dám ăn, để dành cho cháu ăn. Mai mốt rồi đâu có đâu nữa mình mua. Người ta cho miếng thịt vậy đó, sắc ra nhín nhín cho ăn đâu buổi chiều còn nhiêu đem gửi tủ lạnh. Mới qua người ta cũng làm thịt, người ta cho ăn miếng, cứ nấu canh cho anh em nó miếng, còn miếng đem gửi bển. Vậy là cô ở đây là đa phần là cô sống bằng tình thương của bà con lối xóm cho mình ha. Dạ. Lúc nãy thì con cũng đi tới đây nè, con cũng không biết nhà cô á, con cũng hỏi thăm nhiều bà con để mà tìm tới nhà cô á, thì nhiều bà con nói là cô chú rất là khó khăn, rất là tội luôn á, em coi giúp thì được giúp. Khi mà tới nơi con thấy được hoàn cảnh mình, con cũng rất là thương, nhất là thương mấy đứa nhỏ, cha mẹ bỏ vậy rất là thương. Và khi mà thấy cô chú lớn tuổi vậy mà giờ còn phải nuôi 4 đứa nhỏ nè, đáng lẽ là cái tuổi này phải được con cái phụng dưỡng á. Ở đây có cái tiệm bà bán mấy dưới đó chú. Bà cho nước ngọt mấy cái này rồi tối ngày vậy, bà cho nước ngọt rồi bà cho bánh. Rồi vòng vòng đây nè, người ta 2-3 ngày ta mua cho ông bọc bánh với kẹo rồi vậy đó. Dạ. Rồi ta đem cho. Rồi mấy người bán cơm ở trên chỗ nó học á. Dạ. Cái người ta cũng đem cơm xuống, người ta cho thịt. Bởi khi nó đòi ăn cơm, cái nhỏ nó kêu vô ăn cơm đi rồi nó từ thiện, nó không có lấy tiền. Dạ. Thì tỉnh đều là ai người ta cho không rồi chú ơi. Người ta cho đồ ăn đi hoài hả? Mà nhờ cô bác giúp đỡ vậy chứ theo mà tôi với ổng nuôi không chắc chết, sống không nổi. Từ ngày nó đi tới giờ, người này giúp này, người kia giúp cái kia, xa gần đồ. Người ta biết thì người ta đem lại người ta cho. Mẹ bỏ tới giờ là không về một ngày nào luôn? Không luôn, không có liên lạc được luôn nữa. Bỏ đứt luôn vậy. Để trốn đi luôn. Dạ. Yeah. Cũng tội nghiệp cho cô chú nữa. Rồi vậy nhiều khi là bà con trong xóm nói là cô có con mà vậy đó. Thì người ta cũng nói là nó tại con bà nó ác rồi. Dạ cũng tội cho cô chú nữa. Rồi hôm nó mới bỏ đi mấy tháng đầu tôi khóc lu bù chứ xác ở xóm này tôi nói lại chứ. Lại đem cho đồ mấy nhỏ này nó gầy, nó bà ơi thôi đừng khóc, nó tại cái số của bà vậy rồi. Bây giờ bà gắng bình tĩnh, bà đừng khóc nữa, bà gắng bà nuôi mấy đứa nhỏ. Để bà khóc bà quỵ nữa rồi là không ai nuôi. Thì chú coi nhờ vậy rồi nhờ cô bác người này cho này, người kia cho kia. Rồi anh em ăn. Có khi rồi nó coi thấy thịt ít rồi nó cũng không ăn nữa. Vậy nó chan nước mắm nằm ngư đó chứ, nước mắm người ta cho. Rồi nhường đồ ăn lại cho mấy đứa em. Nhường cho hai đứa em nè.
Rồi nó không ăn, nó hôi để con trang nước mắm. Rồi lên ngồi trang nước mắm ăn thấy tội nghiệp quá, nó hôi con ơi, ăn miếng để kể có ít nhưng ít. Kẻ cho cá, người cho thịt vậy đó chú ơi. Dạ. Nhờ vậy giúp đỡ được cũng đỡ đó. Dạ. Con bây giờ con được mấy bộ đồ mới nè? Có không? Hỏi hổm thì có, bây giờ không. À, vậy là bữa hổm là có người cho mình ha? Dạ. Bữa nay mặc cũ rồi hả? Dạ. Rồi có ước mơ có bộ đồ mới không? Có. Có ước mơ sao con nói cho ông bà nghe đi. Con có ước mơ là có nhiều đồ mới à cho con với hai đứa em. À, rồi cho ông bà ngoại nữa đúng không? Dạ. Vậy là từ hồi xưa giờ là nhà mình xài đồ toàn của bà con cho mình không à? Đồ người ta cho, không rồi, đồ nên là con cũng ước mơ là có đồ mới ha. Dạ. Nhưng mà con gán lên nha, đừng có buồn nữa. Dạ. Mình nhớ bà mẹ mình thì mình vẫn nhớ nha. Dạ. Không có buồn đất ở trên. Không có buồn. Hiểu không? Tại vì bên cạnh mình là còn có ông bà, hiểu không? Dạ. Nên là phải cố gắng vượt qua. Con cảm động nhất là lại cầu nguyện. Rồi đêm nào tôi cũng đốt nhang, tôi lại Phật đó, nó cũng lại chắp tay với bà, nó cầu nguyện. Nói con cầu nguyện gì, con cầu nguyện Phật tổ anh Thế Âm phù hộ cho ngoại mạnh giỏi, ngoại sống mà nuôi con. Cho anh em con mạnh giỏi. Dạ. Cho con học giỏi. Con quỳ xuống lại. Dạ. Không học buổi chiều cũng đỡ nó nhà. Bữa nay cũng học buổi chiều đó chứ, mỗi bữa giờ này cũng học rồi. Dạ. Xong qua nay thầy cho nghỉ buổi chiều. Dạ. Chứ học nguyên buổi không à. Học có bữa đi không có đồng bạn, chú ơi thấy thương biết như thế. Rồi khóc cái nó hôn ngoại, đừng khóc ngoại ơi, con nhịn ăn được. Anh đi học người ta ăn rồi con không có ăn, ngoại thấy ngoại xót xa quá. Khoa có muốn nói gì tới ông bà không? Để ông bà thương, ông bà giúp nè. Cảm ơn ông bà. Ông bà cố gắng giúp đỡ con. Rồi gia đình con sao? Gia đình con nghèo, ông bà gắng giúp đỡ con cảm ơn nhiều. Ừ. Ủa vậy hả? Lúc nãy con vô là con thấy chú hay nằm ngoài đây á hả? Nóng quá hay sao? Nóng thì nhà chịu không nổi. Trong nhà nóng quá chịu không nổi. Ủa, mệt. Dạ. Nắng chịu không nổi. Ra đây xe chú vô đây là mệt. Dạ. Lớn tuổi rồi chứ đang bệnh nữa. Anh nằm cái đống mà không cho đi đâu được. Tối ngày ông nằm giống đó. Chứ không mần được. Rút rồi nước nữa kìa rồi. Bắt đầu cái chuyện xuống cơm nước rồi nó đi tắm rửa em. Phụ. Tới giờ con cũng không hiểu sao cha mẹ vậy đó. Tội mấy nhỏ mà. Cũng tội cho cô chú nữa. Già cả mà ăn uống không yên chứ ngủ cũng không thẳng giấc. Dạ. Tại vì mấy nhỏ còn nhỏ thì động cái nó kêu cô, động cái kêu cô, động cái khóc kêu. Mà được cái là Khôi là hiểu chuyện cũng đỡ lớn rồi. Chứ ở tuổi này nhiều đứa là nó còn nghịch lắm á. Mà ngay lì thì không có lì chú ơi. Dạ. Như vậy như vậy đó. Không biết cũng phận như vậy. Dạ. Con nghĩ là có nhiều đứa trẻ là khi mà sinh ra trong gia đình nghèo và hoàn cảnh éo le thì cũng tự hiểu cô. Rồi tự cố gắng đó cô. Giống như bé Khoa là con nghĩ là bé Khoa rất là giỏi luôn, sau này á là sẽ là trưởng thành và sẽ là hiểu chuyện á, sẽ là trụ cột luôn á. Nha Khoa. Dạ. Gắng lên nha con. Dạ. Ừ. Ngày hôm nay thì con xuống thăm cô thì để con chia sẻ về hoàn cảnh của mình để cho ông bà cô chú chị biết cô. Cũng như con cũng xin gửi một ít tấm lòng của ông bà cô chú chị Mạnh Thường Quân, con cũng tặng cho mình là 3 triệu đồng. Trong đó có sư cô bên Hậu Từ Thiện đi viện Thiên Hòa Học Châu tặng mình 1 triệu. Cô Hằng bên Mỹ tặng mình 1 triệu. Chú Nguyễn Thanh Cường bên Mỹ tặng mình 1 triệu nữa 3 triệu để san sẻ cho cô chú ha. Để cho cô chú có tiền mua đồ ăn thức uống cho mấy nhỏ. Dạ. Cũng cảm ơn chú Nghĩa với cảm ơn mấy cô ở nước ngoài để giúp đỡ giùm cho ba cháu tôi. Giờ không biết nói cái gì mà để tạ ơn hết. Giờ nói chỉ cái tiếng cảm ơn. Giúp đỡ giùm ba cháu thôi. Con gửi cho cô chú 3 triệu nha. À, cô đại diện nhận con đi.
Này cảm ơn chú Đại Nghĩa với mấy cô sư cô ở nước ngoài. Dạ. Mấy chú đồ giúp đỡ giùm cho bà cháu thôi. Dạ. Để bây giờ con cho bé Khôi gửi lời cảm ơn tới ông bà. Khôi ơi. Dạ. Nãy thì con thấy là ông bà cô chú anh chị cũng giúp đỡ cho bà ngoại con có tiện vậy đó. Trong lòng con vui sao nè? Vui lắm. Con cảm ơn ông bà. Ông bà cố gắng giúp con mang con nhiều. Ừ. Cô gái học giỏi nha. Dạ. Rồi cũng hy vọng là ông bà cô chú anh chị cũng nghe được tâm sự của con để giúp đỡ cho con nha. Dạ. Gắng học lên đi. Cô cũng gắng lo cho mấy nhỏ cô. Ừ, gắng chứ không bỏ cháu về chết sống gì cũng gắng lo cho cháu. Chú thấy đường từ tấm đệm gì nè, chú hỏi dòng dòng ấy. Bên nội nó cũng ai dòm quá rồi. Bên nội cũng không ai dòm hết. Ủa vậy là bên nội là cũng không có phụ gì luôn hả? Không luôn. Bỏ từ ngày hồi mẹ nó đi tới bây giờ. Mà bà nội nó còn nhỏ hơn tôi. Dạ. Rồi lương đệm vậy nè. Ủa mà cô cái tấm đệm là cô đang đương á hả? Ừ. Vậy hả? Tấm này là đương nhiêu tiền? Có 200 mấy rồi chú ơi. Mà bỏ tiền bàn ra hết 100 mấy rồi. Mình coi như mình lợi có 100 đó. Dạ. Mà đương bao nhiêu ngày xong? Trời ơi 4-5 ngày luôn chú ơi. Nhưng mà cái vật liệu là của mình hay là sao? Mình mua. Mua mình đương lợi nữa hả? Ờ mình mua mình phải đương. Rồi bỏ tiền bàn ra hết 100 mấy. Rồi tiền công là lời được 100 ngàn. Lời được 100 đó. Dạ. Dạ. Rồi giờ đâu có mận gì chú ở nhà giữ nó rồi phải đương. Nhắc nhắc thằng mà có tiền mà xây xài đồ. Chứ ổng giờ ổng cũng đâu có mận gì. Dạ. Tôi phải đương vậy đó. Dạ. Bởi vậy mới thiếu thốn nhiều, mới hở thiếu cái chạy đi mượn. Rồi chừng là có cái phải sách đi trả. Dạ. Vâng. Thôi con cũng xin phép cô chú con về nha. Con chúc cô chú được nhiều sức khỏe. Chú về nha con trai. Chú về nha mấy con. Dạ, cảm ơn cậu. Cảm ơn. Cảm ơn cậu. Ừ. Cảm ơn cậu. À, giỏi. Ở nhà phải ngoan nghe không? Dạ. Ừ. Vậy em nghĩ xin phép là khép lại video từ đây. Em chúc ông bà cô chú chị được nhiều sức khỏe.